Chỉ có mấy hôm mình không ra mà. Mấy hôm nay mướp đã to và dài lòng thăm rồi, cả nhà thu hoạch được rồi. Đó, cả nhà hãy ngắm nhìn dàn mướp này. Hôm nay được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quả cả nhà. Đó mà, nhìn quả to dài thẳng cái sắp trước là nó bị ong nó châm hết cả nhà. Thế là không có được thu hoạch. Lần này thì mới được thu hoạch đây cả nhà ơi. Đó cả nhà, nó được một cái trận mưa thì nó mới đậu được nhiều như thế này. Mình thấy cái lứa trước là ong nó chồng, thế là mình cũng chán nên là mình cũng chả có ra. Thế là mới hôm nay mưa là ruồi vàng là nó không có bay ra được cái sao cả nhà. Thế là được bội thù cái loạt mướp này. Không có thì lại không được ăn với mấy cái con ruồi vàng này đâu cả nhà. Thích quá là thích này. Ôi giời ơi, mướp lai. Đúng là ruồi vàng mà nó bỏ qua cho được thì tha hồ mà ăn. Năm trước mới trồng có mấy giây cũng ở đây thôi cả nhà. Thế mà rồi ăn phát sợ. Nó là cái loại mướp siêu quả. Dài thăm theo đây. Trơn quá. Qua cả nhà ơi. Ôi dồi ôi, ngon quá. Tha hồ bò này. Không biết là có được quả nữa không. Xanh non mơn mực. Được những quả rất là to này. Bây giờ mình sẽ đi bứt, không có thì trời lại mưa đây cả nhà. Đó cả nhà ơi, đây này. Bây giờ là mình phải lấy liêm nữa. Một, khó lắm đấy. Hai quả rồi, rơi xuống đất này. Cả nhà ơi, nó thong theo xuống tận đời, thành ra mất rồi cả nhà. Giờ mình nhìn thấy này. Đó, mãi dần cao này. Chiến lợi phẩm, thu hoạch mướp hương rồi thì mướp lạc lay của gia đình của em đây cả nhà ơi. Được rất là nhiều nơi, tha hôm mà ăn thì mang sang cho con ăn này. Hôm nay mình sẽ tập tành làm món muối dưa kim chi cải thảo. Đó, đây là một cái cải thảo mình mua được có 18.000 thôi cả nhà. Và hai củ hành tây, một quả táo, tỏi, gừng, hành, vừng này. Và đây là bột ớt của Hàn Quốc làm chuyên làm kim chi. Đó. Vừng này. Và đây là nước mặn ngầm, đường, muối. Đó, bây giờ mình sẽ bắt tay vào để làm cả nhà ơi. Thái nó ra. Đó, cả nhà ơi. Cải thảo mình mua cũng ngon ra phết đấy chứ. Cuộn rất là chặt. Rồi mình sẽ cắt đôi nó ra và mình sẽ cắt miếng nhỏ. Người ta làm nhiều thì người ta sẽ để cả cái cả nhà. Còn mình làm ít thì mình sẽ cắt nhỏ nó ra để khi ăn rồi mình cũng không phải cắt nữa cả nhà. Mình thái xong là mình sẽ cho vào cái tô này. Tí nữa mình sẽ ngâm nước muối cả nhà. Đó, thì mình cho cũng phải tầm cỡ 1,5 lít nước và mình cho thật nhiều muối vào cả nhà. Mình hòa tan nó lên. Bây giờ mình phải cho cải thảo vào. Làm cái này thì chắc chắn là nó sẽ thành công cả nhà. Vì rằng là nếu như ở như làm theo ở bên Hàn Quốc thì người ta phải nào là cả
nước dùng tôm người ta đun lên này. Hoa quả người ta xay nhiều vào thì người ta sẽ ngon các nhà, có vị ngon hơn của mình. Mình thì làm nó đủ không đủ gia vị nhưng mà nó cũng như muối chua của bên mình ấy các nhà. Nhưng mà nó sẽ có cái vị cay cay hơn. Đó, bây giờ mình sẽ ngâm ở đây các nhà. Hành tỏi thì mình sẽ thái một quả, một củ ra để mình xay. Mình cũng sẽ thái nhỏ ra để mình xay cùng với hành tây cả nhà nhé. Thêm những cái gia vị này vào là nó có cái vị ngọt của hoa quả tự nhiên nên là nó ngon cả nhà. Hành tây này thì mình sẽ thái mỏng như thế này cả nhà. Sẽ để riêng sang đời. Hành thì mình sẽ thái dài một chút cả nhà. Mình cứ tập làm thì cả nhà, rồi là cái gì cũng làm được mà. Bây giờ mình không biết thì mình học. Đó, nguyên liệu cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ đi xay các loại rau củ quả này cả nhà. Đã được rồi, mình sẽ cho ra cái bát ạ. Xay tiếp mì thứ hai cả nhà ơi. Sẽ cho gừng tỏi vào mình giã nhỏ. Mình đã ngâm ở đây cũng đã lâu lâu rồi. Chỉ có ngâm nước muối không mà bây giờ cũng đã rất là giòn rồi cả nhà. Sẽ vắt cho nó khô nước. Càng khô nước là càng ngon cả nhà. Mình sẽ đi trộn nước sốt thì mình làm kim chi mọi người nhà. Đây là một gói bột ớt, để cho bột ớt vào. Mình cũng không muốn ăn cay nhiều thì mình chỉ cho nửa thôi. Và đây là tỏi và gừng mình sẽ cho vào. Hành hoa, hành lá và hành tây. Đó. Cho cái nơi nó ngấm là sau đó mình sẽ trộn với cải thảo. Mình cũng không muốn cho nhiều ớt cả nhà, nhưng mà ăn sợ là cay. Ở đây là nước mọng ngâm, cho 2 muỗng mọng ngâm gừng rang cả nhà. Mình sẽ cho nhiều thì càng ngon. Mình cho 3 thìa vào. Mình sẽ cho cải thảo vào cả nhà. Trộn đều lên cả nhà. Hôm
nay mình sẽ cho cả gia đình thưởng thức món kim chi. Này là cho xuống bếp than là nướng thôi cả nhà. Mình đã đốt sẵn than rồi. Nem đã nặn xong, bây giờ là mình sẽ cho xuống để nướng thôi cả nhà ơi. Than đã đỏ lửa rồi. Đó cả nhà ơi, nem của mình cũng đã vàng rồi. Đó, lúc nãy thì mình không có cho lá chuối xuống dưới, thêm là mình thấy nó dính vào cái vỉ cái là mình phải lót ngay miếng lá chuối xuống dưới cả nhà. Thế là rất là hiệu nghiệm, là vàng đều rồi. Cái nào vàng mình sẽ cho ra đĩa trước đây cả nhà. Đĩa nem lụi của mình cũng đã chín rồi cả nhà ơi, nhìn ngon quá. Mướp thì thu hoạch được nhiều quá. Hôm nay thì mình sẽ xào món mướp cả nhà. Vài ngày mưa thế là chắc là những cái con ruồi vàng nó ướt cánh, nó mới không có bay đi được cả nhà. Nó mới không chăm mướp của mình. Ôi giời, hôm nay ra là nhiều quá. Mình đã bứt để cho cả con trai rồi. Bây giờ mình sẽ xào đây. Mới quá. Đó, bây giờ là đi thái mướp anh ạ. Nấu lên mùi thơm lưng ra cả nhà. Có 3 quả mướp mà 1 đĩa đây cả nhà. Đó. Đây đã chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ chỉ chờ mọi người tắm xong về là ăn cơm thôi. Ôi trời, cháu bà hôm nay mới về. Ôi trời, nhanh nhỉ, có mà mưa. Bà bảo đi xe máy thì lại ướt cháu mất nền này. Dính cơn mưa. Ai trời, cháu có quần gì đấy? Ai cho? Hả? Ai cho? Sách ở dưới, ôi trời ơi, cháu mang con mèo về. Trời ơi, hôm nay có một bạn mèo đã về với bạn Huy và bạn Thuy Anh. Mèo sợ rồi. Hả? Mèo sợ. Mèo nó sợ à? Bố mang nhà ai về, bố bắt của nhà ai? Công ty về. Bố bắt ở công ty về à? Ôi trời ơi. À thế à? Không phải bố lấy trộm đâu. Ra đây xem nào. Ừ, chuyện mấy con mèo vậy xem nào. Dặn mèo bảo về nhà anh như vậy thế nào nhỉ? Ăn no xong thì làm gì? Dặn nó đi xem nào. Đã đến giờ ăn cơm rồi. Hai đứa mới hồng bác cô chú cả. Mời cả nhà ăn cơm nha. Hôm nay là hai cháu đi chơi giờ mới về đây. Đây là món dưa kim chi. Ngon quá. Nhưng mà chưa được chua lắm. Phải vài hôm rồi mới chua. Ăn cái gì còn? Mướp à? Mướp. Ừ.
Để nước cay này. Mày nhìn mày chui vào đấy rồi. Hả? Mướp. Ừ, anh nhanh nghe gặp thăm em rút nhanh nè. Nghe thăm em bé gì nhỉ? Đập cứng rồi đâu, đập cứng qua rồi. Ừ. Nó con ngủ ngay cây đêm. Mỗi hôm nay bố mẹ còn là cứ mệt. Ừ, thì em đêm mà thức ngay nó ngủ. Tan đi. Anh nhanh nghe gặp mấy em cả. Anh nhanh. Mệt. Dưới nước cành nhà. Mà túi không bay quá. Giấy để mà này, giấy vừa đưa cho ăn một mắt. Nó ngủ ngay cây đêm. Lúc này ba con là đánh thức dậy không dậy. Bố mẹ là đi mua bỉm, mua đi chơi hay là mua gì. Ở nhà ba đặt bỏ xuống giường để cho dậy, không dậy. Rất ngược rồi. Con giá nhà em bé. Con nghe giá nhà em bé. Con bé em bé rồi. Con chan cả nước cánh. Thầy ít tuổi. Thầy ăn không đổ quá. Ăn bá bí, ăn không được. Súng mạnh lên, ăn nhanh lên đi ra chơi mấy em tí. Đang tính nữa lại mưa lại không ra được. Nà, đưa đây ba số cho mình. Ngoan. Thịt à? Nhớ lớn, còn nhớ lớn là đi học. Đi học con có rồi đi. Nhưng mà ở lớp cũng kèm thằng nào nữa. Không quen mình, cái thanh bạn làm quen. Nó quen. Bạn bốn phương chơi kìa mày nhỉ. Bài hát bốn phương chơi biết chưa? Bốn phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói tiếng cười đấy. Thế là bạn được khắp nơi nhưng mà khi vào học cùng một lớp thì là quen làm quen luôn. Hỏi bạn bảo thế bạn tên là gì đấy? Mình tên là Vũ Gia Huy ở dưới Quốc Oai. Thế? Má kêu đi học Hà Nội thì làm. Học Hà Nội thì làm thế nào? Hả? Làm quen hết. Như cái hôm sang Bương đấy, làm quen mấy cái bạn ở bên Bương đấy. Ăn cưới nhà ông Giáp đấy. Văn Khoa đấy. Ừ, có nhớ cái bạn gì không? Tí sang gặp Văn Khoa đó chứ đi học đấy. Thế. Thì ta hỏi cái bạn tên là gì? Mình tên là Vũ Gia Huy. Mình ở dưới Quốc Oai. Thế? Hôm nay nó ở đâu rồi? Nhà nó ở đâu rồi? Nó ở bên Bương. Bên Bương á? Ừ. Hôm nay thì lại sang Bương để làm quen mấy bạn ấy nhá. Cháu đi học tiếng Anh mà giờ cháu còn không có bạn quen nữa. Cháu còn đang ngại không qua lớp. Có chết hay không? Mà bác dạy mà lại ngại không dám vào lớp. Thế chứ nhỉ. Ngồi đây đi ăn. Ngồi đây đi ăn kiểu ôi. Thằng còn ra ngồi làm được như kiểu đây. Không qua dùng kết đấy. À thế à. Bây giờ ở dưới kia vẫn còn được cành xuống mà rồi lấy nốt để ăn bác. Không qua dùng kết. Ông đổ tạt ra rồi à. Không qua dùng kết nha. Còn một là cái xoong mà, một con mà. Nghe đi hết luôn, với lại cái xoong con mang đấy gì. Đấy, ôi giời ơi. Lục đâu. Cháu bảo cháu không ăn. Cháu không ăn thịt thế mà giờ cháu. Cháu rớ cháu lại ăn tai rồi. Đấy. Ăn ngon thế. Thế đi chơi hai đứa chả nhớ ba. Hả? Thế mới chả quay điên với chả ba. Tại mấy lúc con mà ngủ quá. Mà anh ngủ quá. Chuột. Ừ. Là cầm lên mà lầu một. Rồi, thoát đi. Ăn. Rồi bánh. Ăn rất nhanh. Mày ngủ quá rồi à. Mày ngủ, cho mày ngủ quá. Thế.
Thế em không ăn thịt à? Không ăn thịt nên lớn thế nào được em? Ôi dồi ôi. Anh A liên tục rồi. Nói rồi thế. Xin chào ba cô chú hay đặc biệt cho em để ủng hộ bạn nhé.